Ngày 16 tháng 6, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ công bố 730 bác sĩ Ấn Độ đã tử vong do COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này từ đầu tháng 4. Địa phương ghi nhận số bác sĩ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người đã không qua khỏi. Đứng thứ hai là thủ đô New Delhi với 109 trường hợp. Ngoài ra Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm hơn 62.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong cả nước lên hơn 29.600.000 ca. Số ca tử vong do COVID-19 cũng đã tăng thêm hơn 2.500 ca, lên 379.573 ca. Ngày 16 tháng 6 như vậy là ngày thứ 9 liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới dưới 100.000 ca trên khắp đất nước, sau khi đã lên tới mức đỉnh là hơn 400.000 ca trong vài ngày hồi tháng 4 và tháng 5. Đã có hơn 28 triệu bệnh nhân bình phục vừa được xuất viện, trong đó riêng ngày 15 tháng 6 có 107.628 người. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện, Chính quyền thủ đô New Delhi đã cho phép tất cả các cửa hàng và nhà hàng được phép mở cửa, nhưng chỉ hoạt động với 50% công suất. Các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục khác, hồ bơi và phòng tập thể dục vẫn tiếp tục đóng cửa. Ngày 16 tháng 6, đền Taj Mahal, biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ đã được phép mở cửa đón khách trở lại.